Đó, tàu này. Đây, đang nấu cái bể bếp mini từ cái bếp hồng ngoại này, đã bị hỏng vỡ này, lấy cắm vào đây làm nổ một phát luôn con này, tàn luôn con IC này luôn. Đang có cái mạch tăng giảm điện ở đây, lắp luôn vào đây để mà test thử cái bể thiếc mini này nhá. Mình chuẩn bị hàn cái búi dây to nên là cần cái bể thiếc này. Cái thiếc này đang có nhiều nhựa thông đang cháy lên, cái này tăng giảm đó, tăng giảm rồi. Sau mình sẽ đóng cái này cho nó nhỏ gọn hơn, đút cái này vào trong này. Giờ để cho nó sôi cho mình chuẩn bị nhúng dây nhá. Đấy, review chút. Đây là cái mạch tăng giảm điện này, mua trên Shopee nhá. Đấy, bị thiếc này, bị thiếc mình tự hàn lấy này. Rồi để cho nó nung nấu lúc mình sẽ nhúng luôn nha. Bể thiếc mini tự chế từ bếp hồng ngoại hỏng sàn hào. Đấy, giờ mình sẽ nhúng cái dây này vào thiếc nhá, tráng lại cái dây này ra, dây này rất to luôn nhá. Đây là cái motor mình đang quấn lại, cho vào cái nhựa thông nước này đi. À, mình nhúng vào nhá. Xem ok không. Đấy, nhựa thông nước này. To đây. Ui, khá đẹp luôn. Đó, mình tiếp một cái nữa để xem ok như thế nào. Tách nó ra nhé. Tách ra tí mình xoắn được lại. Cái này mình để nhỏ, nhỏ nhỏ để nó vừa tầm. Đó, trắng xóa đẹp luôn. Tiếp cài nữa đi. Cái này phải con nhựa thông nước mới làm được. Tách nó ra, tìm mình xoắn nó lại. Rồi, ok. Rồi, mình đã xong nha. Còn mấy cái này mình làm sau. Đó, được rồi đấy, ok đấy. Này nó mới nhanh được. Khá đẹp nha. Khá đẹp. Rồi, chào các bạn nha.